Rồi, chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn thay cục mực của máy in LBP251. Nhất các bạn hãy tháo đầu bên này có hai con ốc, con ốc chốt. Bên này có một con, các bạn tháo ra. Lấy kim này này. Tháo con ốc chốt này ra. Kẽng bên này cũng có một con. Nó nằm ở dưới cái tem này. Mày tháo ra. Bửa nó ra. Trong này mình tháo bên nào mà không có bánh răng ấy thì mình tháo bên đấy. Lấy tu vít vặn hai cái ốc ở bên dưới ra. Mở cái nắp này ra, chúng ta ở đây có con nốt tròn tròn này, chỗ này mình sẽ đổ mực vào đây. Đây khoang đổ mực đây, ta dùng mực HP 130, ta trước khi dùng cho lắc cho nó đều lên. Bỏ nó ra, mở cái nắp bịt nó ra, có cái phễu này ta chụp vào đây, vặn vào, dùng ngửa cái ống mực này lên qua đổ vào. Là nó đổ xong mực và ta lại lắp lại như cũ. Cái nào tháo ra trước thì mình lắp sau, cái nào tháo ra sau mình lắp trước. Em mình cái này là sau cùng, mình sẽ lắp trước. Cứ đậy vào là được. Còn cái nắp này, đến thứ hai là đến cái nắp này. Ở đây nó có cái lỗ sẵn rồi, mình cứ ấn vào. Rồi đến hai cái ốc. Vặn hai cái ốc này vào. Cho lắp cái cục này vào. Hãy nhìn bên này. Bên này nó sẽ có một cục màu cái trống màu xanh, mình sẽ cho xuống bên dưới. Xuống bên dưới này, mình sẽ đậy vào này. Như thế này. Đậy vào này. Mình lật ngược lại, lấy hai con chốt này mình chỉnh chỉnh cho nó cho vào đúng cái khe chốt này, mình lại cắm lại đậy vào. Được rồi, còn bên này nữa, đậy cái chốt rồi. Như thế là hoàn thành. Chúc các bạn thành công.